Xin cảm ơn chia sẻ của Quỳnh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với không khí âm nhạc. Chúng ta hãy cùng nhau gặp lại nhóm Sunrise với một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Sài Gòn, Sài Gòn. Xin mời quý thầy cô, quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Lời đầu tiên cho phép nhóm Sunrise xin được gửi đến tất cả quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay là chúc sức khỏe với đại trò trường thuận. Sài Gòn đường đông người ghê, nhộn nhịp người đi và xe, lòng vòng bàn chân bay bên hơi nhẹ nhàng tâm hồn mình. Thức giấc tôi yêu Sài Gòn, nhắm mắt tôi yêu Sài Gòn, muốn sang tay ôm Sài Gòn ôm vào lòng yêu nồng nàn. Đi đi sang hay nhất trong lòng, không như một quay về, buồn hét lớn oh oh oh. Sài Gòn của tôi luôn trong lòng tôi.